Rồi, bắt đầu chưa nhanh nhá, chưa nhanh cái đề đi, cái số 4 ấy. Không gì ở đây không? Em có. Nào, chưa nhanh nhá. Câu 1 nào. Có một mấy đứa. Này chưa? Cái đây số 4 mới gửi ấy. Làm rồi ạ. Này có một nó làm gì nhỉ? Đợi xíu em lấy cái quyển vở em ghi đáp án á. Mai cũng học, mà thứ hai cũng học 3 giờ à? Ôi, được qua rồi mà. Quan trọng với em học ở Không, ấy rồi. 8 giờ cũng được. Một là 3 giờ, 2 8 giờ tùy chúng mình chọn. Có một đây ạ. Nên nói có đi học tí nhá. Nào, một là 3 giờ, 2 là 8 giờ. Để chúng mình chọn đi. Từ nào cũng được. Người xem chỗ đó mất rồi nào. Còn 5 màu áo khác nhau, 4 quần khác nhau. Hỏi ra cái chọn là gì nhỉ? Là gì? Đây ạ. Đây, biết sao không? Chọn áo có 5 cách. Đúng không? Chọn một áo có Quần 5 có cách, 5. chọn một quần có 4, Quần có 4. bốn cách. Thế là 2, 10. Ok, câu 2 là cái gì? Câu 2 là C ạ. B ạ. C chứ. Câu 2 Đi từ là từ. Câu 2 là gì? C. U2 B bằng U1 nhân Q đúng không? U7 bằng gì nhỉ? U1 nhân Q6. kim. Để chia đi, để chia đi. Tức là Q mũ 5 nhau làm gì? Q mũ 5 Rồi chia ạ. bằng U7. Chia U2 không? Đúng chưa? Bằng Tức là trừ U5 A. trừ 3 Chia bao nhiêu? trên 2. Q bằng Trừ trừ, 2. Q bằng trừ 2. Vậy U là bao nhiêu? U1 Thay vào đây. 1. Trừ 1 là B. Ok. Hiểu không? Thắc mắc chỗ nào không nhỉ? Q5 ở đâu rồi? À, đây Thanh ơi. Thầy lấy U7 trên U2. Thầy lấy U7 trên U2. Thì mà nhìn chi tiết U1 đây không? À rồi ạ, vâng. Hiểu chưa? Ra được Q5. Rồi. Đấy. Thế chốt tối thứ hai 8 giờ nhé, cho thoải mái nhé, cho mấy đứa còn học. Tối thứ hai 8 giờ nhé. Ok chưa? Cô ba. Cô ba là A. Mấy câu dễ làm nhanh nhé, để làm tương tự mấy câu khó. Cô 4. Có 4 A. A. Cô 5. 5D A. ạ. 1, 2, 3, 4. Cái này là gì nào? D. Nghe này. Chúng ta không tại đây đúng không? Tại đây là F phẩy nó không xác định đúng không? Nhưng mà nó cho là gì nhỉ? Fx liên tục trên R rồi. Liên tục trên R rồi. Hiểu không nhỉ? Nên thằng không vẫn tính. X còn không vẫn tính. Thỏa vì sao đi qua không đổi dấu chưa? F cũng không xác định nha. Rồi. Làm D nhá. Tại sai con này. D thôi. Hiểu không? Trừ khi nó bảo là R trừ 0 cơ. Nó bảo là R trừ 0. Đấy. Thì mình bỏ đi. Thì cái này mới bỏ. Thì không mới bỏ. Hiểu không? Còn nó liên tục R rồi thì mình lấy cả không. Nhớ câu đấy nhá. Cái sai ngu là câu 6 nào. Câu 6 là D ạ. Ờ, đây ạ. 6D ok. Câu 7.
Rồi A dương đúng không? A dương bậc 3. Được rồi. Câu 8. B. Câu 8 B ạ. Số giao điểm cho hai bằng nhau B à? Vâng. Câu 9. Câu B ạ. B này sai, làm B sai. Điều kiện phải là gì nhỉ? X lớn không đúng không? Vâng. Nhớ về cái này nhá. Có thể hỏi lại là câu 10. Câu 10 C ạ. C. 10 C. 10 C ok. Có hiểu không đây này? Cái này là vì sao lại C nhỉ? Nó là chúng mày phải là F phẩy đúng không? Nó bằng gì? Nó bằng là 2 lần của 2 trừ 2x à? Đấy, nhân với 2 mũ U. Nhân với cả lên 2 không? Nhưng mà cái 2 này 2 mũ 1 nhân 2 mũ U không? Tức là 1 trừ x đúng không nhỉ? Nhân 2 mũ U cộng 1 nhân lên 2. Nhưng thì ở sau có cộng 1 ở đây chưa? Đó, là do cái này nhá, 2 mũ cộng 1. Đơn giản vậy thôi, rồi là xây chuẩn rồi. Câu 11. B ạ. 11B. 12. D. 12D ok. 13. C. Nhớ điều kiện nhá. Điều kiện x lớn vào. Vâng. Có trách nhiệm không? Cả điều kiện nhá. Ờ. Thế thì phải là bằng B à? Đâu, câu ý tại vì không có ngoặc ấy, thế nên là em nhìn mãi em chẳng ra ấy. Thế là bây giờ phải làm ạ. Làm ra không có đáp án. Là ra nhiệm bao nhiêu? D ạ. 13. Ôi đấy em ra nhiệm á. X lớn hơn 3 rồi đúng không? Có ra nhiệm ok. D. Câu 14. Câu này dễ rồi, không có gì để bàn cả. 14C ạ. C, ok, C. 15. 15 là gì nhỉ? D. 15D. Ok, 16. 16. Em học với Trâm nhá. 16 là có ngoặc đúng không? D, 16D. 16. Cẩn thận sai nhá. Y sẽ bằng gì nhỉ? Mình có trừ 2, 4 sẽ bằng trừ 2, 2 cộng 2, 4 không? Vậy cái Y sẽ bằng gì nhỉ? Y là chính là 2, 4 này. Cái này chính là Y này. Đúng không? Sẽ bằng là trừ 2, 4 cộng trừ 2, 2 không? À, trừ 2, 2 trừ đi. Sẽ bằng là trừ 5. Sẽ làm D. Ok. Câu 17, bậc Casio thầy nào? Câu 17. A. B à? B. Vâng. B, C, tính không? B ạ. Trừ cốt, đúng rồi, B đúng rồi. Câu 18. Là A. A. 19. D ạ. D ạ. Làm gì con 19 làm gì? D. D. 20. A. 20A. Ok. 21. A. 22. D. D ạ. Hả? DR. B là 23. C. 23 C. 23 C ok. 24. C ạ. 24 D. C hay đây, đây khối trụ nhá. Trụ là 2. Khối trụ khối trụ phải là PRB. Đúng rồi. HS. V bằng HS. Phần 1 phần 3. Sao thế này là trên nhờ. Câu 25. D ạ. Anh em là D chứ.
Nói chung là cái y B. của mình ấy, cái y công thức nhanh này, cái y của mình 25 ấy, đây là trọng tâm tứ diện đúng không? Còn A cộng B cộng C cộng D trên 4. Được chưa? Là gì nhỉ? Đây. Còn không mình tìm mấy lần thôi. Mình tìm 2 lần cũng được. Câu 26. 6 B B ạ. R bao nhiêu? R bằng 3. R 3 vậy là B. Đúng không? Đường 3 đúng 27. không? Pi R bình thôi, 4 Pi R bình. Câu 27. 27A. Khuyết cái nào cho cái bằng không? Khuyết Y. OIZ khuyết Y cho Y bằng không. À ok. Câu 28. 28 là 28 B. C. 28C. Vuông góc quyết mất Z rồi đâu. Không 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 à, mày phải Nhất. xem là cái U đúng không, cái U 28 này, cái U bằng cái N không, vuông góc mà đúng không nhỉ, vuông góc thì U bằng N. Thì bây giờ mày có OIZ, OXY khuyết gì, khuyết Z thì phương trình nó là Z bằng không không, vậy N là bao nhiêu, 001 hiểu chưa, 001 với đáp án gì nhỉ, đáp án D. Đi ấy. Thì cái giờ nó chọn là 003 hiểu không? Mới hiểu đấy. 001 nhá, cẩn thận sai cái này. Không, em chưa hiểu câu này, em chưa hiểu câu này. Nhìn cho mày nhá. Mày có AB đúng không? Để chút đây tí. Nào, nhìn như này này. AB. À, thầy nhìn đọc đầy nhầm đề rồi. Đây là vuông góc hình chiếu đúng không, hình chiếu thì cho nó đơn giản Không phải thôi, là rất đơn là đơn giản, tránh sai sót linh tinh đi. Đoạn D thầy chưa chắc nhưng thầy làm lại. Nào có 28 là nào, a a phẩy chiếu xuống là gì, a phẩy tọa độ là gì nhỉ mấy đứa nhỉ, a phẩy tọa độ là gì, không không trừ ba. Thầy gọi a phẩy là hình chiếu của a số mỗi y nhá. Nhầm, nó sẽ là gì nhỉ, khuyết z sẽ là 103, 100. B phải là bao nhiêu, b phải sẽ là gì nhỉ mấy đứa nhỉ, 3 trừ 10 đúng không, thì vậy suy ra ngay u bao nhiêu, u chính là vectơ a phẩy b phẩy đúng chưa, tức là 2 trừ 10, 2 trừ 10 có đáp án không, 2 trừ 10 là C. C nhé, sorry mình nhé. Đi qua A và vectơ U, A phẩy B phẩy. Có hiểu cách gọi không này? Thầy gọi A phẩy là hình chiếu của A xuống mỗi y. Nào thì ra mặt tiến tự cho thầy nhá. Nào 328.1 nào. Thầy cho D x trừ 1 trên 2 bằng y trên 1, y trừ 2 trên 1 bằng z trên 1. Ok. Nào tìm hình chiếu của D xuống OIZ à. Tìm ra thầy hình chiếu của thằng D xuống phẳng OIZ. Tìm ra thầy nào. Sẽ làm cái gì? Tìm hình chiếu của D xuống OIZ.
À, thử này câu này nha. Em mươi bảy chấm hai nữa để cho P. Ừ, hai câu tương tự. Nào, câu hai tám một nhá. Hình chiếu là gì nhỉ? Cái sơ đồ làm của mình sẽ như sau này, thông thường như sau nhá. Là đường D đây đúng không? Đường D đây là cắt D cắt OIZ tại A nhá. Có tìm được A không mấy đứa nhỉ? Tìm được A không? Thì mục tiêu này thầy lấy điểm B trên D. Lấy điểm B trên D, thầy chiếu xuống là H. Được chưa? Thầy chiếu xuống là H. Thì D phẩy hình chiếu của mình ấy, hình chiếu của mình nó chính là gì nhỉ? Đây này. Thì D phẩy nó chính là gì đây? Nó chính là hình hình chiếu. Hiểu không? Nào, D phẩy chính là hình chiếu nhá. Thì đầu tiên mình tìm từng bước một này. Bài này khả năng cao là đi thi lại có hay sao? Nên là A này bằng D ra mới là OIZ. OIZ. OIZ không chỉ mà phẳng là gì nhỉ mấy đứa nhỉ? OIZ là gì đây? Là khuyết gì? Khuyết x đúng không? Thì phương trình nó sẽ là gì? X bằng 0. Mấy điều không đấy? Khuyết x thì phương trình sẽ là x bằng 0. Thì mình gọi A này. Suy ra A thuộc D không? A thuộc D. Thì rõ ràng là mình A mình tham số hóa không nhỉ? A tham số hóa là gì hả mấy đứa? A tham số hóa là gì? Cho đây bằng T đi. Có biết tham số hóa không? Cho đây bằng T này. Thì sẽ là gì? 2T cộng 1 chấm phẩy T cộng 2 chấm phẩy và gì nhỉ? Và T. Thì mình có nhá. A thuộc OIZ không? Phương trình của OIZ bằng x, x là 0, x bằng 0 thì suy ra ngay là 2t cộng 1 bằng 0. Tức là t bao nhiêu? T chắc là bao nhiêu nhỉ? Trừ 1 phần 2. Đúng chưa? Vậy a bao nhiêu? A là bao nhiêu? À cái này là 0 này. 3 phần 2 và trừ 1 phần 2. Bây giờ ý tưởng tiếp theo nhá. Mình lấy B. Lấy B có chỗ là lấy bê tọa độ là 0, 1,
20 thuộc D. Có hiểu không đấy? Lấy B tọa độ 120 thuộc D. Thầy gọi H là hình chiếu của B. Xuống cái O, Y, Z. À, suy H tọa độ bao nhiêu nhìn thấy ngay. O, Y, Z là khuyết x. Khuyết cái gì cho lại bằng 0, tức là sẽ là 0, 2, 0. Thì vậy suy ra ngay hình chiếu của D xuống OIZ nó đi qua gì nhỉ, đi qua A và H rồi, và đi qua H thì ngon rồi, vậy CIU là bao nhiêu, U là bao nhiêu, U chính là vectơ AH rồi, và bao nhiêu nhỉ, và bao nhiêu AH mình thấy ra bao nhiêu, tức là 0 trừ 1 phần 2 với cả 1 phần 2 AH rồi phải xoay không AH này là không này, 1/2, 1/2 đúng không, mình nhóm 1/2 ra ngoài đi, mình lấy 0/1. À thằng này có vết U, U là 0/1 đúng không, đi qua điểm H đúng không nhỉ, vậy xem ngay AH là bao nhiêu, AH của chính là gì, x bằng 0 cộng 0t. Thật ra không có x nữa. X bằng 0 cộng 0t. Được chưa? Y bằng gì? Y bằng gì mới đến nhỉ? Y bằng gì? 2 cộng t. Y bằng 2 cộng t. Và z bằng gì nhỉ? Và z bằng gì? Z bằng 0. OK, đó. Được chưa? Rồi làm thời điểm 2.2 nào. 2.2 này là gì? Làm cho kết quả là kết quả như thế này nhé. Chị khó làm bài tương tự vào. 2.2 nào, 2.2 nhá. Có ra ra bao nhiêu chưa? Mày đi có làm không này? Ừ. Chúng mày có người làm không đấy? Thầy biết thì dài thôi, nhưng mà khi chúng mày làm quen là mà nào, 2.2
28.2 là đây hình ảnh đây. Đây là cái T, cái A đây. Thế gọi hình chiếu là H đi. Hình chiếu A xuống là H. À thì mình nhìn này, thì mình phải có AH với P không? À vậy xem ngay. Biết được phương trình AH không? AH phương trình sẽ là gì nhỉ? Qua đâu? Qua A và có U bằng gì? U bằng N không? Vuông góc MU sẽ bằng N bằng gì nhỉ? Bằng 1 trừ 1, 2 không? Đấy, vậy xem ngay AH là bao nhiêu? X bằng gì nhỉ? 2 cộng T. Y bằng gì? 1 trừ T. Và Z bằng gì? 2 cộng 2T. Vậy suy ra ngay H cái gì đây? H nó có to bao nhiêu? H thuộc AH. Vậy suy ra H thuộc bao nhiêu nhỉ? H thuộc bao nhiêu? H sẽ có to là gì nhỉ? Là 2 cộng T, 1 trừ T với cả 2 cộng 2T. Ok em mấy đứa? Nào thì bây giờ nhá, mình có H thuộc P không? H thuộc P suy ra gì nhỉ? Suy ra gì? Suy ra gì nhỉ? Thay vào đây thôi, thay P vào đây thôi. Suy ra gì? 2 cộng T này trừ đi mở ngoặc 1 trừ T này, đúng không? Cộng 2 nhân với cả 2 cộng 2T này trừ 2 bằng 0 này. Dễ dàng giải T bao nhiêu? Sẽ là 6T trừ 2 cộng 2 hết cộng 3 bằng 0. Vậy dễ dàng giải T bao nhiêu? T là trừ 1 phần 2 không? T sẽ là trừ 1 phần 2. T là trừ 1 phần 2 với H là bao nhiêu? H là bao nhiêu? Thay vào đây sẽ là 3 phần 2. 3 phần 2 và 1. Đơn giản vậy thôi. Bài này nếu mà đi thi hỏi con bài trên 7 cũng dễ này thôi. Nhẹ nhàng. Được chưa nhỉ? Ok không mày nữa? Ok chưa? Hai bài tương tự ấy nhá, check qua này để sang bài tiếp theo. Nào, sang tiếp theo nhá, xác suất nhá. Chuẩn bị làm bài tương tự tiếp này. Để xuất cho bài tương tự tiếp. Nào, 29 là gì nhỉ? Mấy đứa 29 là gì? Nào, đâu hết rồi, 29 là gì nhỉ? Đây ạ. 29 này, chọn ngẫu nhiên 2 thẻ cho 13 số nguyên tử đầu tiên. Hai số lẻ 29 phân tích nhá, 29 này. À, từ 1 đến 13 đúng không? Có bao nhiêu? Có bao nhiêu số lẻ nhỉ? Có 7 số lẻ, 7 lẻ và 6 chẵn. Đúng không? Thì mình có nơ ôm nhá. Chọn 2 thẻ cho 13 thẻ sẽ là T2-13. À, mình có gọi A biến cố gì đây? Gọi A biến cố gì nhỉ? Chọn được 2 thẻ gì đây? 2 lẻ. Cho là 2 chia lẻ không? 2 chia lẻ với CA ngay NA là bao nhiêu nhỉ? NA sẽ là bao nhiêu? Sẽ là C2. Chọn 2 lẻ trong 7 lẻ sẽ là C27. Đúng không? Vậy PA sẽ bằng gì nhỉ?
C27. C27 chia C2 10. Bấm máy tính là bao nhiêu? Đây à? Bấm máy tính cho thầy nào. Nam bấm máy tính là nam ở bấm máy tính bao nhiêu? Bấm đi 10 đứa, kết quả bao nhiêu? Em bảo D rồi. D à? Anh Dũng vẫn không tin. Ở D thật. Thanh hiểu cái này không Thanh? Ừ. Có. Nào bây giờ mở rộng nhá. Câu 29.1 này. Thầy vẫn giữ nguyên đề nhá, giữ nguyên đề nhá. Giữ nguyên đề nhưng mà câu hỏi của thầy này. Câu A là chọn được hai thẻ. Là tích hai thẻ. Vẫn giữ nguyên đề nhá, thay thay câu hỏi thôi. Là tích hai thẻ. Tích hai thẻ. Chẵn. Được chưa? Câu B. Tổng hai thẻ chẵn. Câu C. Câu C là tích hai thẻ. Bốn câu đi. Tích hai thẻ. Chia hết cho ba. Nhớ kiểu chia hết không? Có thể ghi chậm ra. Chia hết ba. Chia cho ba câu D. Câu D là tổng. Rồi bốn câu nha. Vẫn giữ kiện đấy. Vẫn giữ kiện đấy. Nào làm cái này nào. Làm thầy mấy câu thứ tự ra khoảng bao nhiêu?
29.1 câu hỏi bao nhiêu? Mở ra bao nhiêu? 5/26 ạ. Thảo là bao nhiêu? 5/26 sai rồi. Thảo với Thu là bao nhiêu? 19/26 đúng không thầy? 19/26 là thầy check nha. No vẫn thế đúng không? No mình vẫn là gì nhỉ? C2 của 13, mấy đứa cố gắng làm bài tương tự cho thầy nhá. Cái A này thì gọi A là biến cố gì đây? À, tích hai thẻ số chẵn. À bây giờ nhá, thì câu hỏi này, hai thẻ mình là hai số AB đúng không? Hai số AB đúng không? Bây giờ hỏi Thanh nhá, Thanh nhá, nào. A nhân B chẵn như nào? Thanh. Ủa Thanh đâu rồi nhỉ? Dạ. Thầy hỏi này, tích của hai số A nhân B chẵn như nào nhỉ? Hai số tự nhiên mà nhân với nhau là số chẵn như nào Thanh? Khi là số dương à? Ừ. Mày lấy cho thầy hai số nào mà nhân vào với nhau là số chẵn nào? 2 × 3. Ừ đấy, tức là một trong hai số phải có gì nhỉ? Có một chẵn một lẻ. Một chẵn một lẻ hoặc là gì? Hoặc là hai lẻ nhân vào ra số chẵn là mấy? Dạ. Một chẵn một lẻ hoặc là hai lẻ nhỉ? Hai chẵn. Ok, vậy bây giờ mình có đó thầy làm thì là phần bù đấy, nhưng thôi làm cái này dễ hiểu hơn nào. Thế bây giờ mình có trường 1 là gì? Là hai chẵn. Thanh hiểu không? Hai chẵn sẽ là bao nhiêu cái chọn nhỉ? Chọn hai thẻ chẵn sẽ là bao nhiêu cái chọn? C26. Đúng rồi, bây giờ trường 2 là gì? Một lẻ. Một chẵn. Bao nhiêu cái chọn nhỉ? C17 nhân C16. À vậy CAP sẽ là gì? PA sẽ bằng gì nhỉ? Sẽ bằng C26 này cộng C17 nhân C16 rồi chia C2 bao nhiêu? 13 đúng không? Của mình tính bao nhiêu? 19/26 à? Bấm thử đi. Đấy. Kiểu này nhá, có Quỳnh xem lại đi. Đúng số này không? Phần. Chắc là cái thu là phần bù đúng không? Là phần bù cũng được. Nào, hiểu chưa mấy đứa? Thằng Nam có hiểu không này? Thằng Nam rồi, có nghe không? Mày đi đâu rồi? Có thầy ơi. Có hiểu cái này không? Có. Nào có B nào thì hỏi mày luôn này. Nào. Đồ. Vẫn là hai số AB. Đúng không? Vậy được. A cộng B chẵn như nào? A cộng B chẵn. Khi A chẵn B chẵn ạ. Đúng, tức là hai số chẵn đúng không? Hai chẵn. Thế là C2 mấy nhỉ? C26. Nay hiểu không đấy? Chọn được 2 chẵn đúng không? Vâng. Còn trường nữa không? Trường hợp 2 là 2 lẻ. Đúng rồi, 2 lẻ. Thế là C2 mấy nhỉ? C2... Đấy. 27 à? Đúng rồi, 27 à? 13 có 7 chẵn 6 lẻ. 7 lẻ 6 chẵn mà C27. À, vậy P sẽ bằng gì nhỉ? P sẽ bằng gì? Sẽ bằng cái gì nhỉ? C26 cộng C2 cộng C27 chia bao nhiêu? Chia cho C2 13.
bằng bao nhiêu, và tính cho thầy bằng bao nhiêu? Sáu phần mười ba chứ. Đúng rồi, 6/13. Hiểu chưa? Nào, câu C khó hơn đấy. Câu C của anh làm ra chưa? Tích chia cho bà. Nào, bây giờ hỏi cái Thảo nhá. Thảo mới mic lên xem nào. Thảo. Thảo đâu rồi? Nó có nhà đâu mà mở. Thôi con Thảo vào đây vừa học mà. Thảo Vương này này. Là cái Dịu nè. Dịu. Em chưa biết là. Thầy ơi, em đây ạ. À. Mạng nhà em lóc quá. Hỏi Thảo nhá. Nghe nhá, mày đã nghe kỹ này. Không khó đâu. Thầy cho hai số tự nhiên AB đúng không? Nó bây giờ hỏi này. Tích của A nhân B chia cho 3 khi nào? Tích của A nhân B chia cho 3 khi nào nhỉ Thảo nhỉ? Thì tất cả số nhân trong ba số chia cho ba cái gì cơ, thầy chưa nghe rõ. Khi nào tích a nhân b chia cho ba, khi có một số a hoặc b chia cho ba. Đúng rồi, mình sẽ có những trường nào nhỉ? Trường một là có một số chia cho ba, trường hai là cả hai số chia cho ba, đúng không? Mới đi ở ống này à? Bây mình có trường một là gì nhỉ? Trường một là gì? Trường 1 là một số chia cho 3. Và trường 2 của mình là gì nhỉ? Là 2 số chia cho 3. Nhưng mình quan tâm là gì nhỉ? Từ 1 đến 13 thì có bao nhiêu số chia cho 3? Từ 1 đến 13 có bao nhiêu số chia cho 3 nhỉ? Nào bài tập A nhé. Từ 1 đến 13 đúng không? Có bao nhiêu số chia cho 3? 4. Thì sẽ là C1 của 12 à? Có bao nhiêu số? Nào, từ 1 đến 13 có bao nhiêu số chia cho 3 nhỉ? Bao nhiêu số chia cho 3? Mình có những số nào? 3, 6, 9, 10, 12 đúng không? Và tức là mình có 4 số chia cho 3. Và gì nhỉ? Và có bao nhiêu? Còn lại là có bao nhiêu? Có 9 số 0 chia cho 3. Mày hiểu không? Vậy bây giờ nhá, trường 1 của mình là gì nhỉ? Một số chia cho 3 thì sẽ là C1 mấy? C14, nhưng phải nhân với C bao nhiêu? C19. Mày hiểu không? Một số chia cho 3 thì số còn lại là 0 chia cho 3 mà, đúng không? Trường 2 của mình là gì nhỉ? Hai số chia cho 3 sẽ là C bao nhiêu? C24. Hiểu chưa? Vậy chia ngay P sẽ bằng gì nhỉ? C14 nhân C19 cộng C24. Tất cả chia ra bao nhiêu? Bởi vì tính cho thầy là bao nhiêu? Và bao nhiêu mày đấy nhỉ? Con siêu kết quả là bao nhiêu? 7/13.
7/13. Thanh hiểu cái này không? Có. Rồi. Câu đây câu khó này, câu đây này câu khó này. Bây giờ hỏi nhá, khi nào tổng hai số trước cho ba nhỉ? À, đây không phải số tự nhiên đúng không? Tổng hai số trước cho ba thì mình mở cách là mình sẽ làm như sau này. Bài này của mình là khó của mình ý, là không phải chọn ra số tự nhiên. Tổng chia cho ba. Nào bây giờ nhá. Bây giờ này. Thầy gọi cái tập câu đề của thầy đi. Câu đề nhá. Thầy phân tích cho mấy đứa xem này, phân tích cho mấy đứa xem nhá. Nào. Bây giờ này, trong tập A đúng không? Tập A của mình nghĩ là từ 1 đến 13 đúng không? Thầy chia nhỏ ra này. Thế gồm tập A1, A0 là chia 3 dư 0. Chia 3 dư 0. Chia 3 dư 0 tức là gì nhỉ? Chia cho 3 đấy, có mấy số? Có mấy số nhỉ? Có 4 số mình vừa liệt kê rồi. Thầy gọi tập A1 là chia 3 dư 1. À, có những số nào chia cho 3 dư 1 mấy đứa nhỉ? Trong từ 1 đến 13 có những số nào chia 3 dư 1? Có số nào đấy? Có số 1 này, số 4 này, số 7 này, số 10 và số 10, 13, 1, 4, 7, 10, 13 chia 3 dư 1 đúng không? Tức là có mấy số đấy? Có 5 số. Mới được không? À, có mấy số chia 3 dư 2, vậy còn lại của mình ý. Còn lại mình sẽ chia 3 dư 2. Có mấy số? Có 4 số. Câu này hơi khó nhá, nếu thi câu này mất có 8 điểm đấy. Hơi khó một chút đấy. Nào. Thế là mục tiêu của mình phân tích này, mình phân tích nhá. A cộng B chia cho 3. Mình muốn chia cho 3. Thì thầy có những trường 1 như sau này, trường 1 của thầy là gì? À, thầy bốc được 2 số chia cho 3, lấy 2 số. 2 số chia cho 3. Mới hiểu không? 2 số chia cho 3 thì tổng chia cho 3 không? Ví dụ số 3 từ 6, số 3 từ 6 cộng 3 là 9 à? Vậy sẽ là C bao nhiêu nhỉ? C2, 24. Nào đối với mấy đứa chiều 2 là gì? Chiều 2 là gì hả mấy đứa? Đối biết. Chiều 2 là chia 3 dư 1. 2 số chia 3 dư 1 à? Vâng. Dịu nhìn nhá. Nếu mày lấy 2 số chia 3 dư 1 nữa, ví dụ số 1 số 4. Số 1 với số 4 cộng vào là mấy là gì? Là 5 dư 2. Chia 3 không? Không. Không. Nào vậy mình chưa 2 mình sẽ là gì nhỉ mày đấy nhỉ? Dễ lắm, không khó lắm. Thế là gì? Cái dư 1 kết hợp với dư 2 à thầy? Đúng rồi, tức là gì nhỉ? Dư 2, những số chia cho 3 dư 2 là số nào? Là số 2 này, số 5 này, số 8 này, số 11 đúng không? Thì bây giờ nhá, thầy lấy một số chia 3 dư 1 là số 7 chẳng hạn. Ghép lấy một số chia 3 dư 2 là số 8 chẳng hạn. Cộng vào 15 không chia cho 3 chưa? Tức là gì nhỉ? Một số, thầy gọi tắt nhá, một số là A1, một số A2. Có hiểu không đấy? Thầy ký hiệu tập đấy mà. À tức là gì nhỉ? Một số A1 sẽ là C15. Một số A2 sẽ là C1. 14 với tổng sẽ là 2. 20 cái này bằng 6 này. Có vậy P là bao nhiêu? Thế là 6 cộng với 20. Chia cho C2 13. Bấm thầy máy tính nào. Bấm thầy cái máy tính. Ra bao nhiêu? Một phần ba. Hiểu cái này không? Nào mất cái đa này nhá. Đang mất cái đa này nhá. Thì cho một câu khó một tí nhá.
Hiểu cái tư duy này không? Thì làm này có e nhé, nước có e là chuyển dạng, chuyển sang bài khác nào. Nước có e này, nghĩ như là cho 2 phút nghĩ. Câu e là lấy được 3 số, lấy được 3 thẻ. Lấy được 3 thẻ. Và tổng. Tổng 3 thẻ. Chia cho 3. Ok. Nào lấy được 3 thẻ đi. Rồi tổng 3 thẻ. Chia cho 3. Ba trường hợp mà thầy nói trường hợp nào cứ nói đi. Trường hợp một là C24 đâu C34. Trường hợp hai là C25 nhân C14. Trường hợp ba là C24. Lấy thầy trường một là 3 số chia 3 đúng không? Vâng. Trường hai là gì? Lấy 2 số dư 1 nhân với 1 số dư 4 ạ. Đâu có phải ạ. Thế là C25 nhân C14 và C24 nhân... Sai rồi. Đấy 3 số mà. Đấy. Có hiểu kiểu tập này không? A0 là chia 3 dư 0. A1 chia 3 dư 1 và A2 chia 3 dư 2. Hiểu chưa? Thì có tổng số là 4 số, 5 số và 4 số. Hiểu chưa? Giờ cứ nghĩ đi. Cái mai có đây không? Mai có đây không nhỉ? Nếu là thấy con bé này vào xem nó đi đâu rồi? Thế ở trường hợp 2 là 1A0, 1A1, 1A2 à? Đúng rồi. Nghĩ đi. Em đây ạ. Ơ, không gọi trả lời. Nào Mai nào. Mày có những trường hợp nào? Dạ. Có những trường hợp nào? Là lấy 3 thẻ. Thầy ơi, chưa nhìn ra. Ở đây. Tư duy đứng bài D thôi, đứng bài D thôi. Ba thẻ sẽ là ABC đúng không? Chia cho 3 đúng không? Tổng 3 số chia cho 3 thì mình chọn đây này. A0 nhìn được A0 đây này. A0 là gì? Nhìn con trỏ chuột của thầy. A0 là chia 3 dư mấy? Dư 0. A1 là chia 3 dư 1. A2 là chia 3 dư 2. Nào vậy chờ 1 mày đánh cái gì? Chưa mổng thầy là gì nhỉ? 3 số A1 à, 3 số A0. Có hiểu không đấy? Lấy ví dụ 3 số A0 là 369 như thế này. 369 tổng vào có chia cho 3 không? Có. Hoặc là gì nhỉ? Hoặc là gì? Hoặc là gì nhỉ? 3A mấy? 3A1. 3A1 ví dụ 3 số này. Ví dụ 3 số này. 417 tổng là 12 chia cho 3 không? Có hoặc là gì nhỉ? Hoặc là gì? 3A2. Có hiểu mấy đứa nhỉ? Đúng không? Nó sẽ là gì? C34. Đố cho mày biết đây là cộng hay nhân? C cộng 35 C34. Đố mày biết liên kết giữa hai cái này là cộng hay nhân? Nào ở giữa cộng hay nhân? Cộng phải không thầy? Cộng hay nhân? Thầy chưa nghe đó, cộng hay nhân nhỉ? Cộng mà thầy. Vì sao cộng? Thì nó hoặc cái thầy ba cái số đấy hoặc ba số kia hoặc ba số kia. Nghe này biển cái biển rõ này là mục tiêu chúng mày chọn ra mấy số rồi.
mục tiêu mình cần chọn ra ba số. Vậy khi thầy chọn ra ba không ý, thì công việc thầy xong chưa? Công việc thầy xong chưa? Xong rồi. Khi mà chọn công việc xong rồi ý, thì tất cả cái liên kết sẽ là cộng hết được chưa nhỉ? Nhưng mà chỗ này này, chỗ này vì sao lại nhân? Vì sao lại nhân? Vì sao? Vì mục tiêu thầy phải chọn ra hai số à? Chọn một số A1 chưa đủ, phải chọn tiếp A2 mới xong việc kia thì mới là nhân. Hiểu đấy nhỉ? Có nên là 3A0, 3A1, 3A2 xong việc kia là xong việc rồi, là cộng hết. Bây giờ trường hợp 2 là gì? Là trường hợp 2 nào? Là gì nhỉ? Bốc mỗi thằng một số, tức là 1A0, 1A1 và 1A2. Nó sẽ là C14, C15. Nào đố cho mày biết. Nhân. Bước này là cộng hay nhân? Nhân. Vì sao là nhân? Vì nó động liên tiếp ạ, hành động đúng liên rồi, tiếp. Nó chưa xong việc đúng không? Mới chọn được một số A không thì chưa xong việc được. Công việc mình phải chọn ra ba số. Bằng bao nhiêu, bằng tính bằng bao nhiêu như này? Cái đầu là 18 này. Cái thứ hai là bao nhiêu? 80 à? Nhớ nấu ôm nhá, nấu ôm này là bao nhiêu? Các em nấu ôm là C3, 13 đấy. Nó khác này kia một tí. Đúng không? Vì chọn ba số mà. Đúng không nhỉ? Vậy CAP là bao nhiêu? Tức là 18 cộng 80 chia C3, 13 bằng bao nhiêu? Bấm lên tác siêu nào. Ra 9390 phần 143. Cái gì cơ? Đọc lại xem nào. 9390 trên 143. Mày lag à? Đây là cộng 17 nhá. Đố cộng 18. Cộng á thầy. Nhìn to thế. 49 phần 143. 1 phần 143. Em tưởng đấy là số 7. To tay. Hiểu chưa? Easy không? Đấy là đi thi nó hai mặt mẹo cái này nhá, thì để cho những câu tương tự ở đây. Rất nhiều câu tương tự ở nhá. Quen chưa? Đấy không? 5 câu tương tự ở ngoài nhá. Coi như thế ôn rồi thì mày lại thất suất luôn rồi đấy. Cố gắng từ giờ lúc thi là tầm 15 đề, 15 đề nữa ok. Chúng mày muốn trước khi liên hoan không? Sau thi đi. Rồi, sau khi làm buổi tổng kết. Nào, 30 nào. Làm gì? Nghịch biến trước là y phẩy thế nào nhỉ? Y phẩy nó phải nhỏ hơn hoặc bằng 0 đúng không? Chỉ có đáp án gì thôi. Đáp án C. Cái này với mấy chữ R đúng không? Có hiểu không đấy? Chỉ là đàn C thôi. Vì sao? Vì C phẩy là đàn C này. Y phẩy là bao nhiêu? Trừ 3x bình luôn nhỏ bằng không chưa? Ok. Rồi 31 nào. 31 nào là gì? B ạ. À. Làm ở nhà rồi B ạ. À? Câu này dễ thì không chưa nhá. Câu 32. Cơ số lớn hơn 1 chưa? A bằng 2 lớn hơn 1 rồi. Tức là x bình cộng 1. Thì câu 31D mà. 31D à? 31D. À nhầm. 31D. 32A. 32A à, thầy. Chọn 32 đi. 32 em tưởng B. 32A. Nào. X bình nhỏ hơn 4 Casio, x cộng 2 đến 2. 2 đến 2. 31D mà. À. 31D đúng không? Vâng. 32A, ok. 33. C. A. A.
biết tính không? Đấy là cái tích phân này, trừ 1 đến 4 của gì nhỉ? Của 5x, trừ 3, đúng không đấy? Nhân phá thôi. À, phải. Và à 5, đúng không? Tương đương gì nhỉ? Tương đương là 5 lần trừ 1 đến 4 của fx, trừ đi, trừ 1 đến 4 của 5 không? Đấy. Chuyển vế thôi, chuyển vế thôi vậy. Vậy. Đấy tính như này. 5 trừ 1 đến 4 đúng không? Tức là 5 cộng tích phân của gì nhỉ? Trừ 1 đến 4 của 5 đấy bằng bao nhiêu? Đấy vậy chia. Tích phân trừ 1 đến 4 20 ạ. 20. 20. Ơ thầy ơi, kia phải là 3DX chứ? Kia là 3,5 thầy. À thì chắc 3DX. 3, ok. Rồi bằng 20 à? Vậy trừ 1 đến 4 đúng không? 4. Bằng 4 mà. Ok. Bằng 4 thế thôi. 4 là bán A. Câu này dễ đúng không? Nhân phá thôi. Không có gì cả. Câu A tư số phức đây là như là nhân nhá. Để nhân. Trả đây ngọc, phải ngọc nghệ. C ạ. À. Tôi cho là số nhân cho thầy nhá. Số nhân cho thầy nhá. Đúng nhân không? Kể nó ra nhá. C ạ. À. C. Câu 35. 34C á thầy. Ừ, Z nó là cái nhân này này. Chắc là nhân rồi. 35C ạ. 1 cộng 2y nhân với cả thì nhà 3 chứ y nhân 5 nhá. 34C. 34C. 35 là gì? À, còn nhớ góc bên phải vào đáy góc gì không? Đây này, hình chiếu 35C này. 35C ạ. Góc của nó sẽ là góc này nhá, nối vào trong này. Thì góc mình sẽ góc này này. D phải B. Và A, B, C, D. Nó chính là góc gì? Góc đỉnh. Giao. Giao là B không? Thế là D phải B, B, D. Đỉnh giao chân. Đúng chưa? Nào, tính là cạnh này căn 3 này. Mình có BD là bao nhiêu? Là 35 nhá, mình tính cho thầy này. Mình có BD là bao nhiêu? Tức là căn 6 không? BD phải là căn 3 chưa? Vậy chia ngay. À, vậy chia ngay cho thầy, đường chéo bao nhiêu? BD phải. Thế là căn 3 trên căn 3. Còn nếu đường chéo không đấy? Đường chéo thế là đường chéo. Thế là x căn 3 mà x căn 3 đúng không? Với x là cạnh của là phương. Thế bằng 3 rồi. Vậy mình có dùng cốt. Cốt là gì nhỉ? Cốt là kề trên huyền. Cốt là kề trên huyền. Thế là gì nhỉ? Kề tức là BD. Thế cho D, BD phải bằng gì nhỉ? Căn 6 chia 3. Đúng không? Thế là gì? C. Thầy ơi, câu 34 phải là B chứ. 34 làm gì? 34 B chứ. B 10 mà. Cái là nhân nhá. Ghép đi 1 thôi mà. Thì tính cái kia ra bằng 5 cộng 5y đúng không? Thì thế là ngang nhá. Thầy không biết cái này vâng, là thì 5 hoặc cái là nhân thôi, hoặc cái là nhân. Và nhân vào nên cái khoảng đấy ra thì bằng 5 cộng 5y. Ừ, thay vào rất ngang đi. Z là 5 trừ 5y. Rất ngang sẽ là 5 trừ 5y không? Vâng. 5 trừ 5y thay vào cộng đây. Cộng với cái 10 mà. Đúng rồi, B, ok. Câu từ B. Đấy. Ô thầy ơi. Z ngang phải 5 cộng 5y chứ. 5 trừ 5y. 5 trừ 5y. Thấy ơi. 5 trừ 5y. Phần nào đảo mở thanh? Đấy. Sao cái kia biết lại tính cốt? Cái tính cốt, cái tính tan. D nó bảo cốt. Như này, dịu này. D bảo cốt đúng không? D là cosin. Nhìn dịu nhìn thấy chưa? Đây nó bảo cô xin thầy mới tính cốt nhá, không phải ngẫu nhiên thầy tính cốt đâu. Thì ok không? Rồi ạ. Cái bài này này,
Bài đấy bảo tính tan đúng không? Nào bây giờ góc dễ xe vào đấy không nào? Dịu nào, góc dễ xe vào đấy không nào? Dịu nhỉ? Dịu, 36. Giao là gì? SC, giao bài đấy là gì nhỉ? Giao bài đấy là C không? Đúng chưa? Đỉnh là S chưa? Hình chiếu của S xuống đấy là gì? Là A không? Đỉnh giao chân sẽ là góc gì nhỉ? SCA. Hình như sao ấy ạ? Sao cơ? Hình như câu này là C, câu 36 cũng là C. Nào bây giờ nhá, tính cái này này. Nó cho SC rồi. SC là bao nhiêu? Bằng căn 3 đúng không? SB là mấy? Bằng căn 2. Căn 2. Được chưa nhỉ? À. Đấy này nhá, tam giác SBC muốn thấy đâu? Muốn thấy B không? 36 này. Mình có tam giác SBC. Muốn thấy đâu? Muốn thấy B chưa? Vì sao? Vì mình có BC. Vùng mấy SAB không? Vậy suy ra ngay. À, BC bằng gì nhỉ? Pythagore thôi, sẽ là SC bình. Chứ SB bình. Thay số vào. Sẽ là căn của 3 bình. Trừ đi căn 2 bình. Bằng 1 không? Rồi. Vậy chứ AC là bao nhiêu? AC sẽ là căn 2 chứ? AC là căn 2. Nhớ tam giác nhá. Tam giác SAC, mình không thể đâu. Vuông tại A. Vậy suy ra ngay SA sẽ là gì? Căn của SC bình trừ AC bình. Đúng không? Bằng căn của 3 bình trừ căn 2 bình. Bằng 1. À vậy mình có tan của gì nhỉ? Tan của SCA là bao nhiêu? Sẽ bằng gì nhỉ? Sẽ bằng SA trên AC. Sẽ bằng 1 trên căn 2. Đúng không? Vậy làm gì nhỉ? Làm B. Đó. Ok không? Để ghi qua cho thầy vào đi. Bây giờ hỏi cái Dịu nhá. Là thầy hỏi Dịu này. Mời đỡ nghe nhá. Mời đỡ nghe đi, góc này dễ lắm. Góc giữa S, B và S và A, B, C, D không có nhờ. Là góc nào Dịu nhỉ? Thầy hỏi góc không? S, B. S, B á thầy. S, B vào đấy là góc nào? S, B, A. S, B, A. Ok. Bây giờ một góc nữa hay gặp này, một góc nữa rất là hay gặp này. Góc nữa hay gặp nhất là góc giữa nào? Góc giữa SC và SAB là góc nào? Được ai biết không? SC và SAB á thầy. SAB, góc này hay gặp này. SC này. SAB là góc SBA. Sai. SC và SAB. Được ai biết không? Được ai biết góc này không? Là góc S rồi. AS C. Sai. Giao là S. Nào cái chân nó góc gì, là góc là góc gì nhỉ? Nhớ rồi, góc này là góc này nhá. SC và SAB là góc nào? SC, SAB. Là góc
Góc ASB à thầy? Đúng rồi, góc ASB. Nhớ nhá, con đi học vẹt luôn đi, học vẹt luôn cho thầy đi. Học vẹt luôn cho thầy nhá, mấy góc này hay dùng đấy. Và đến câu trên 7 hay có mấy góc này này. Góc giữa cạnh bên và đáy và góc giữa cạnh bên và cạnh mặt đứng. Đấy, hai góc này hay gặp. Góc là góc ASB nhá. Nhớ thầy ASB. À, xoay CSB nhầm CSB. CSB. CSB không phải ASB, C nhá. CSB. Nhớ lại mấy góc này nhá, hay dùng đấy. CSB. Không phải ASB nhá. Nhớ mấy góc này vào. Rồi 37 là làm gì nhỉ? D. Tiếp xúc, thầy dạy bao nhiêu lần rồi? Tiếp xúc tức là R làm gì? R chính là khoảng cách từ Y đến P không? Làm gì nhỉ? C. Cần chưa chi tiết không? Câu 38 nào? Không ạ. 38. 38A đúng không ạ? Ba tám a Quỳnh ra đứa khác không? Có đứa khác ra khác không? B A đấy. A 38A. Nào U là bao nhiêu? U chính là AB không? Bằng bao nhiêu? 7 trừ 1 trừ 1. OK, vậy loại được cái C, loại được cái D đúng không? Đi qua gì nhỉ? Đi qua điểm. Đi qua điểm A đúng không? A đúng không? À vâng. Đúng là gì đấy nhỉ? OK. À. Đúng rồi ạ. Rồi, mấy câu dễ nhá. Câu 39 nào, câu 39 làm suốt rồi. 39 có ra kết quả chưa? B ạ. Nào, chưa 39 nhá. Chờ cho bài tương tự rồi mới làm thử. Nào. 39 nào. Nào, 39 nhá. Mình có gx này, đánh vết lại gx bằng 2 lần fx trừ đi x cộng 1 bình, đúng không nào? G phải x là bao nhiêu? G phải x là 2 lần f phải, đúng không? Trừ đi 2 lần x cộng 1. À, thầy giải phương trình bằng 0. Thầy cho bằng 0, đúng không? Tương đương gì nhỉ? F phải x. À, bây giờ nhá, cái nghĩa của phương trình này ấy, nó chính là giao điểm của f phẩy và đường thẳng này không? À, đường thẳng x cộng 1 đi qua điểm gì nhỉ? Cái đi qua điểm gì? Đi qua điểm 0,1. Đi qua điểm 1,2. Chỉ cần đi qua hai điểm thôi. Chúng mày vẽ thầy đường thẳng vào. Vẽ thầy đường thẳng vào. Được chưa? Mình vẽ lại rồi. Một hai không một không một phải ở đây 1,2 OK, đường thẳng như thế này được chưa nhỉ? À, mấy những này cắt tại mấy điểm nhỉ? Cắt tại mấy điểm này? Cắt tại mấy điểm? 1 điểm, 2 điểm và 3. Ba điểm sẽ x bằng bao nhiêu? X sẽ bằng gì nhỉ? Trừ 3, x bằng mấy? X bằng 1 và x bằng mấy? Đây là 3. Thế mình có bảng biến thiên. Bảng biến thiên. X, Y, phẩy Y. Nào. X, Y, phẩy Y. Khoảng mình chắc là khoảng nào nhỉ? Trừ 3 đến 3. Đây là trừ 3 đây. Đây là 3 đây. Đây là 1. Đúng không? 0, 0. Nào như thế nhá. Trong khoảng 1, 3. Trong khoảng 1, 3 thì có phải đường thẳng nằm trên đồ thị không? Đường thẳng nằm trên đồ thị chưa? Mà g phẩy của mình là gì? G phẩy của mình là đồ thị trừ đường thẳng chưa? Đồ thị trừ đường thẳng, vậy chắc là sẽ mang dấu âm. Đây sẽ mang dấu
dương, vậy sẽ là đi lên rồi đi đi xuống. Vậy mắc, nó hỏi mắc min. À mắc là G1, vậy là gì nhỉ? Mắc là G1. Đáp án B ạ. Đáp án B. Ok, thế bây giờ hỏi thêm này nhá, hỏi thêm nhá. Thế hỏi thêm này. Min với là bao nhiêu? Bằng bao nhiêu mày nữa? Thế hỏi min thôi. Min gửi bằng bao nhiêu? Min tại 3 à? Không đoán mò nào, nghĩ thế nào? Vì sao? Nào mà nó tìm như này bằng bao nhiêu? Min là bao nhiêu nhỉ? Thế dạy rồi. Dạy được mấy lần rồi mình gì? Nào. Nhìn thầy nhá. Nhìn này. Thầy có đây là S1. Còn nhớ không? Thầy có đây là S2. Trực quan nhá. Trực quan mình có gì nhỉ? Trực quan này mình có S1. To S2 không? G phẩy là F phẩy trừ đường thẳng nhá. S1 nhìn cho thầy này. Nó sẽ tích phân gì nhỉ? Tích phân từ trừ 3 cho tới mấy? Cho tới 1. Rõ ràng là nó là trong đoạn từ trừ 3 1 không? Đồ thị nằm trên đường thẳng chưa? Vậy là sẽ là tích phân của G'. Đấy. Thế là G' nhân thêm 2 vào đấy đấy. Nhưng mà hơi kệ nhá. 2 chỉ tiêu quan tâm lắm. Phải lớn gì nhỉ? S2 là gì? Là tích phân từ 1 đến 3. 1 đến 3 là đường thẳng nằm trên đồ thị chưa? Nên nó sẽ phải là trừ G'. Có hiểu không? G' của mình là đường thẳng trừ đồ thị. Đáng ra phải có số 2 ở ngoài này, có số 2 ở ngoài này. Đấy, nhưng mà 22 chỉ tiêu thì không quan tâm. 22 chỉ tiêu đi, đúng không? Nào, tương đương gì nhỉ? À, tương đương là G'. Cận từ trừ 3 cho tới 1. Nhỏ hơn gì nhỉ? Cận từ nhỏ hơn G'. Cận từ 1 đến 3 trừ x đúng không? Hay tương đương gì nhỉ? Thì viết đây nhá, tương đương gì? Viết đây này. G1 trừ đi G trừ 3. Phải lớn hơn gì nhỉ? Sau đây là giờ lớn hơn. Lớn hơn gì? Lớn hơn G3, G1 trừ G3. Vậy chuyển vế đi, mình có G3 lớn hơn G trừ 3. À, min của mình nghĩ chỉ là một trong hai giá trị này thôi. Vậy xem min là bao nhiêu? Bằng G trừ 3. Ok chưa? Đấy. Nhớ này nhá. Thế này thôi.
Ok chưa? Hiểu Min không nhỉ? Min dạy mấy lần rồi đấy? Nào, bây giờ 41 nhá. Nào. Không chưa bài nữa. Bố là câu dễ rồi. Bố là câu dễ rồi. 41 này. Bố mất làm cái gì nhỉ? Mình phá trị đúng không? Phá trị ra cho thầy. Phá trị ra thôi. Phá trị là T sau nhá. Phá trị cho thầy là T sau nhá. Đầu tiên này, mình có này. Trị của 2 cộng 1. Đúng không? Nó bằng gì? Nó bằng 2 cộng 1. Với x lớn không bao nhiêu? Trừ 1 phần 2 là bằng trừ 2x trừ 1. Với x nhỏ trừ 1 phần 2 không? À vậy xin này y sẽ là gì nhỉ? Cái y sẽ là gì? Thầy tách chị ra. Thầy chèn gì vào giữa nhỉ? Trừ 1 đến trừ 1 phần 2 ra ngoài. À trừ 1 đến trừ 1 phần 2 tức là nó rơi vào khoảng dưới không? Khoảng dưới nó sẽ là f của gì nhỉ? Khoảng dưới nó sẽ là f gì? F của trừ 2x trừ 1. Đấy. Mới hiểu không đấy? Cộng gì nhỉ? Cộng trừ 1 phần 2 đến 1. Trừ 1 phần 2 đến 1 là khoảng ở trên nhỉ? Lớn hơn 1 phần 2 nhỉ? Lớn hơn 1 phần 2 là sẽ là f của gì nhỉ? F của 2 cộng 1. Đấy, ok. Đến đây nhé, thầy tách là y1. Đến đây làm quá ngon rồi, làm quá dễ rồi. Nào, y1 xử lý kiểu gì đây? Đặt t làm gì nhỉ? Trừ 2x trừ 1 không? Làm chậm với nhau để t làm gì? Trừ 2x đấy. Với đây sẽ là gì nhỉ? Trừ dt trên 2 đấy. Trên 2 đấy mình đổi. Đổi cận. Đổi cận nhá. Xt. X là trừ 1 đến trừ 1 phần 2 không? Vậy t thì đâu nào? T sẽ là bao nhiêu nhỉ? 1. Với cả 0. Vậy y1 sẽ là gì? Tích phân từ bao nhiêu? 1 đến 0. Của xt. Nên là trừ dt trên 2. À, thầy đổi vị trí 2 cận nhá. Thầy đổi vị trí 2 cận nó sẽ là gì nhỉ? Từ 1 phần 2 này. 0 đến 1 của ft dt. Mấy ft dt cho là mấy rồi? Ft dt cho là 4 chưa? Vậy sẽ cái này sẽ bằng 2. Đúng không nhỉ? Thầy viết chậm ra này. 1 phần 2 nhân 4 bằng 2. Tức là y2 nhá. Y2 là xử lý cái này nào? Nó t bằng gì nhỉ? 2 cộng 1 vậy dx bằng gì? Tự làm ha. Dt trên 2. Mình đổi cận. Đổi cận. Đổi cận xt. À x làm trừ 1 phần 2. Đến 1. Thế ra từ 0 đến mấy? 0 đến 3. Vậy y2 sẽ là gì? Tích phân từ 0 đến 3 của ft. Dt trên mấy? Dt trên 2. Thay vào sẽ là 1 phần 2 nhân 6, đúng không? Bằng 3, vậy y sẽ bằng gì nhỉ? Bằng mấy? Bằng 5. Với đáp án gì? Bằng 5 là đáp án B. Hiểu chưa? Nhẹ nhàng thôi.
Được chưa mày được? Nào được chưa, thêm câu nữa nhá. Câu 42 dễ rồi. Thanh hiểu cái này không? Bốn hai tự làm nhé, 42 giải được hệ phương trình ngon mèo suốt rồi. Chép đi từ chưa 46 nhé. Nào chưa 46 qua nào. Chép không chưa? Thành có đây không đấy? Còn đây không đấy? Có ạ. Có hiểu được con này không? Có. Ok nào. 46 nhá, xong chưa? 46 nhá. 46 dễ cực, không khó đâu. Nào, gx bằng gì nhỉ? Bằng f của fx cộng 1020 cộng cái gì đấy? Đây, cái số này không quan trọng lắm. 1202. Nào, bây giờ nhá, hàm số nó là bao cực trị, cực trị là cái kiểu mà mình có ngược phẩy là bao nhiêu nhỉ? Ngược phẩy bằng gì? Bằng f phẩy x nhân f phẩy của fx, đúng không? Thế cho bằng không, vậy tương đương gì nhỉ? Tương đương gì? F phẩy của x bằng không và f phẩy của fx bằng không. À, f phẩy bằng không cho x bằng bao nhiêu? Nhìn đồ thị chỗ này, f phẩy bằng không cho x bằng bao nhiêu nhỉ? Đây là đồ thị fx nhá, nhớ cho thầy này. Đây là cho fx đúng không? Tức là mình phải nhìn điểm lồi lõm. Điểm lồi lõm là điểm gì nhỉ? Điểm 0. X bằng bao nhiêu? X bằng 2. À, f phẩy của fx bằng 0, tức là mình có hai trường hợp. Fx bằng mấy? Fx bằng 0 hoặc là fx bằng bao nhiêu? Fx bằng bao nhiêu? Bằng 2. À, fx bằng 0 lại cho x bằng bao nhiêu? Bằng 0 này. Mình cho điểm là mình lấy điểm x bằng 2 và x bằng 0. À, x bằng 3 chứ là 3 thì là 3 nhá. Giao đây là 3 nhá. 3 x bằng 0. À, x bằng 0 loại. X bằng 0 loại vì sao? Vì nó tiếp. Tiếp xúc. Mới hiểu không? À, x bằng 2, x bằng 2 cho lên đây. Cho mình một điểm kéo xuống đây đúng không? Nó là 4. À, vậy tức là mình có mấy điểm của chị nhỉ? Mình sẽ có 4 điểm của chị đúng không? Vậy mình có bảng đầu tiên như sau này. Bảng đầu tiên x, g phẩy x và g x. Nào, mình có 4 điểm nhá. Sẽ là gì nhỉ? Không này, loại này, không màu trắng ghép với không màu lẻ vẫn là lấy không nhá. Thế sẽ là gì nhỉ? Sẽ là 0, 2, 4. Có hiểu thì sao không? Không, ở đây là bộ chẵn đúng không? Loại. Nhưng mà không ở trên này là bộ gì nhỉ? Không ở trên này này, nó là bộ lẻ. Nên chỗ này bắt lấy. Nào thì từ khoảng nhá, từ khoảng đi. Trong khoảng 02 thì chứa số 1. Thầy có g,1 là bao nhiêu? G,1 nó sẽ là f,1. Nhân với cả f phẩy lại mấy nhỉ? F phẩy của f1. Đúng không? Nào, f,1 bao giờ âm hay dương? Như thế này này. Một ở đây, chiều xuống đô thị, thầy gọi tạm đây là -2 nhé, gọi tạm ước lượng thôi, đây là -2. Như thế này, nó là điểm này đúng không? Điểm này là đô thị đi xuống chứ ạ? Đô thị đi xuống tức là f,1 mang dấu âm. Đúng không? À, f,1 không? f,1 là -2 tức là f,2 chứ ạ? f,2, -2 đâu? -2 ở đây. À, chiều xuống đây ở dưới đây đúng không? Ở dưới này đầu tiên đang có hướng đi lên đúng không nhỉ? Đi lên tức là cái này mang dấu. Mang dấu dương tức là cái này mang dấu gì nhỉ? Dương. Âm nhân dương và chỗ này là ra âm. Vậy nên là đi dấu âm đang dấu dương. Dương âm, dương. Vậy đi lên, đi xuống, đi lên, đi xuống, đi lên.
Vậy mình có chỗ là mình có gì nhỉ? Hai tiểu, hai đại. Đó. C. Hiểu bài này không? Hai tiểu, hai đại là C. Hiểu các từ khoảng không nhỉ? Hiểu từ khoảng này không? Nhớ điểm của không nhé, điểm không nhá. Vì là tiểu loại nhưng mà bộ chấm nghĩa là bộ lẻ. Về chỗ này là mình vẫn lấy nhá, không mình bỏ cái gì cả. Được chưa? Xe qua đấy là qua thông hiểu. Thắc mắc chỗ nào không? Thì mấy câu khó này thì sẽ chữa video sau nhé. Video sau nó kia sau nhé. Mấy đứa có thể tham khảo thêm. Đấy. Nếu không thắc mắc thì thôi nghỉ sớm đi. Để môn khác. Bye bye mấy đứa. Bye bye.